người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hằng Trinh Trinh. Tập 7. Chương 48. Đôi mắt Đường Khai Anh trừng to, trong lòng càng thêm nghi ngờ, muốn xông vào lối đi VIP, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng cười ngọt ngào từ lối đi truyền đến. Nhã Tuệ lập tức kéo Đường Khai Anh đứng sang một bên, căng thẳng khà khà nói. Đường Khai Anh im lặng, chầm chầm nhìn lối đi. Tần Dĩ Nghiệp là thị trưởng trẻ tuổi nhất, mặc âu phục màu xám bạc, mang cà vạt màu đen và áo trước đeo huy chương thân phận chính phủ. Bộ dáng hiên ngang quân tử, gương mặt sáng rỡ, giống như bạch mã hoàng tử. Nhà đỡ một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi tới lối đi, Đặc Cảnh và vệ sĩ đi theo phía sau. Hai con chó cảnh sát đi sau cùng, được hai người Đặc Cảnh dẫn đi, giống như vũ sĩ tiến tới phía trước. Ngay sau đó, Đường Khai Hình trợn to hai mắt nhìn cô gái kia, da mặt xinh đẹp mộng ảo, dịu dàng giống như áng mây, mặc váy lụa mỏng màu hồng, bên ngoài khoác lông thú màu trắng, tựa vào trong ngực Tần Dĩ Nghiệp, dịu dàng nhìn anh mỉm cười, nói: "Thật ra anh không cần đặc biệt tới đây, chỉ là một tình huống bị kích thích ngắn ngủi mà thôi. Em biết anh bận rộn công vụ." Hai mắt Tần Dĩ Nghiệp hơi lộ ra nhu tình, nhìn vợ, khẽ xoa cánh tay của cô, mỉm cười nói: "Vợ anh có chuyện, làm sao anh có thể không đến? Vừa rồi anh nghe tin em nhập viện, liền nhanh chóng đi." Như Mạc khẽ mỉm cười, tựa vào trong ngực chồng, đi về phía trước. Một mùi thơm hoa hồng nồng nặc bay tới, giống như ở xung quanh Như Mạc hợp thành một thế giới màu hồng. "Là mùi thơm này, là mùi thơm này." Nhất thời, Đường Khai Hình lệ nóng đoan tròng, vô cùng uất ức làm cho cô cắn răng, nghẹn ngào, bi phẫn, muốn xông lên. "Làm cái gì?" Hai người vệ sĩ đột nhiên cao giọng xông lên trước, lập tức đẩy Đường Khai Hình ngã xuống đất. Hai con chó gầm một tiếng, phóng qua mọi người, xông về phía Đường Khả Hình, nhà răng rống lên một tiếng. Cô giật mình, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hoảng sợ khóc rống lên. Tần Dĩ Nghiệp và Như Mạc giật mình, nhìn về phía cô gái mảnh mai đang cuộn rút trên đất. "Khả Hình!" Nhà Tuệ lo lắng nhào tới, ôm lấy Đường Khả Hình, nhìn hai con chó kinh khủng đáng sợ này đang chầm chầm nhìn vào mình, nhất thời cô run rẩy. Ôm chặt Khả Hình, cúi đầu không dám lên tiếng. Như Mạc thấy Nhà Tuệ mới nhớ tới, cô chính là cô gái đã gặp ở trong cơn mưa xối xả hôm nay. Như Mạc lập tức cúi đầu, không lên tiếng, tựa vào trong ngực chồng, giả vờ hoảng sợ. Tần Dĩ Nghiệp ôm chặt vợ, cao giọng hỏi: "Cô là ai? Muốn làm gì?" Đường Khai Hình bi phẫn, ngẩng đầu lên, nhìn Như Mạc, kích động gào lên: "Là cô!" Hai mắt Như Mạc lộ ra hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt, chợt ngạc nhiên nhìn sợi tóc đen nhánh che giấu nửa má trái cô, dường như là vết sẹo đáng sợ. "Khả Hình, Khả Hình!" Nhã Tuệ ôm chặt Khả Hình, muốn lôi cô đi. Đường Khả Hình tiếp tục kích động, muốn xông lại trước mặt Như Mạc, lại thấy hai con chó đang nhe hàm răng bén nhọn nhìn mình, trong lòng cô rung lên, lùi lại. "Chúng ta đi thôi, có thể là kẻ điên." Như Mạc thấy ánh mắt của Nhã Tuệ, không tiếp tục nói nhiều, muốn kéo chồng mau mau rời đi. Đường Khai Hình thấy Như Mạc muốn rời khỏi, liền kích động muốn gào lên, nhưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, phát hiện một mùi thơm khác từ hành lang bay tới, hơn nữa mùi thơm càng thêm nồng đậm và tinh tế hơn. Cô hoảng sợ nhìn về phía một hành lang u ám trong bệnh viện. Như Mạc không lên tiếng, nói chồng không nên truy cứu, cùng nhau đi về phía trước, vừa đi vừa tựa vào trong lòng chồng, quay đầu nhìn về phía cô gái ngã nhào trên đất khi nãy. Theo bản năng phát huy dữ dội khứu giác của mình, cảm giác mùi thơm càng ngày càng xa. Cô do dự một lát, chân trần bước nhanh về phía hành lang khác cũng có mùi thơm như vậy. "Khả Hình, Khả Hình!" Nhã Tuệ thật sự ngạc nhiên đi theo phía sau Đường Khả Hình, vừa đi vừa vội vàng gọi. "Cô làm sao vậy?"
Khen không lên tiếng, bước nhanh dọc theo hành lang, theo mùi thơm, lại đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện. Cô mờ mịt nhìn đám người lui tới xung quanh. Mỗi người đều bị mùi thơm hoa hồng này che phủ, giống như mỗi người cũng mang theo mùi thơm nồng đậm đặc biệt này. Và mùi thơm kia dần dần biến mất ở trước cửa bệnh viện. Trái tim cô chìm xuống, mờ mịt cất bước, mềm nhũn không còn hơi sức đi ra đại sảnh bệnh viện. Ngay sau đó, một cơn gió lạnh thổi đến, mùi thơm kia rốt cuộc biến mất ở trong không khí tươi mát sau cơn mưa. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Nhã Tuệ đến gần lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi thứ trước mặt, cảm giác có chút tàn nhẫn, có chút hung ác, có chút âm mưu đã lắng động trong mùa đông, không thể theo đuổi đến cùng. Chỉ có nụ hôn của người đàn ông ở trong bóng tối vẫn còn trên môi của mình, sót lại một chút đau. Thoáng chốc, cô từ trong bi thương nhớ lại lời cam kết với người đàn ông trong bóng tối, hỏi. Nhã Tuệ. Hả? Khả Hinh ôm một tia hy vọng, nhìn cảnh tượng xung quanh, nhàn nhạt hỏi. Tưởng lão tổng giám đốc là ai? Nhã Tuệ mặc dù ngạc nhiên câu hỏi của Khả Hinh nhưng vẫn trả lời. Tưởng lão tổng giám đốc chính là ông cụ Tưởng tập đoàn khách sạn Á Châu của chúng ta. Nhiều năm bên tai không dứt nói về ông, lời đồn đãi đã dừng lại ở 2 tháng trước. Đường Khả Hinh chăm chú lắng nghe. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nói tiếp. Tưởng lão tổng giám đốc đã qua đời ở 2 tháng trước. Khả Hinh chới giới, hụt hẫng. Bao nhiêu bi thương vỡ hòa ra thành những giọt nước mắt, không ngớt chảy dài trên má. Năm sau, đầu mùa hè, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, khắp trung tâm thành phố, cấu thương mại thế giới giống như cây cột chống trời, lấp lánh ánh sáng màu bạc. Hành lang dài ngoài biển truyền đến tiếng chạy của chiếc du thuyền hào hoa, vô số cỗ xe sang trọng như con thoi chạy dưới đường lớn. Cây ngô đồng trên con đường dài màu đen quanh co đi xuyên trung tâm thành phố lộ ra sức sống mạnh mẽ. Một chiếc Mercedes màu đen phiên bản dài 12 mét. Do cảnh sát mở đường chạy giữa 12 chiếc xe trên con đường lớn, dưới cột đèn đường màu trắng chậm rãi chạy qua Club Bạch Kim Á Châu, dọc theo hành lang dài gian biển về phía khách sạn Á Châu nổi tiếng thế giới. Khách sạn Á Châu, một trong 10 khách sạn hàng đầu thế giới, bên trong trang bị phương tiện giải trí, nhân viên phục vụ xuất sắc đầu ngành khách sạn. Tòa nhà này trước khi xây lên khách sạn Á Châu, lấy 3 nóc tòa nhà màu bạc hình bầu dục làm chủ. Kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế 3 nóc tòa nhà trên mặt biển, có 10 tầng, mặt bằng kiến trúc chiếm diện tích khoảng 28 km², thiết kế giống như một cánh bướm khổng lồ ở 3 nóc tòa nhà trải dài cao chọc trời. Vô số máy bay trực thăng chậm rãi bay qua, mọi người từ trên không nhìn xuống toàn cảnh thành phố thắng phục khách sạn Á Châu là cảnh quan đẹp nhất của thành phố này. Chiếc Mercedes chậm rãi chạy nhanh tới đại sảnh khách sạn Á Châu. Trong hành lang khách sạn xa hoa, đi ra 3 người quản lý mặc đồng phục màu đen. Bọn họ rối rít chỉnh sửa bản tên cùng mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng, bước nhanh đi ra phòng khách của khách sạn. Giám đốc Quách Minh đích thân tiến lên, mở cửa xe bằng thái độ chuyên nghiệp, cung kính. Tô tiểu thư. Tô Linh, cháu gái ruột của thủ tướng, hôm nay muốn xem ca kịch trong khách sạn Á Châu, dẫn đầu mọi người. Chỉ thấy cô hơi mỉm cười, mặc váy ngắn lụa mỏng màu hồng, mang bao tay ràng trắng, đội chiếc mũ dạ màu trắng, dưới sự hướng dẫn của giám đốc, đi qua đại sảnh bạch kim, ngắm nhìn đèn pha lê màu lam nhạt thiết kế trên nóc, dài gần 1000 mét vuông, tỏa sáng khác thường. Cô hài lòng mỉm cười, nhìn về phía giám đốc ngọt ngào nói. Nghe nói gần đây khách sạn Á Châu mới xây rạp chiếu phim, đạt đẳng cấp thế giới. Có thời gian mời giám đốc dẫn chúng tôi tham quan học tập một chút. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Giám đốc mỉm cười, dẫn Tô Linh về phía trước. Quản lý Từ Trạch Minh, một người đàn ông gần 30 tuổi, mặc đồng phục màu đen của khách sạn, đi qua bên cạnh giám đốc. Đầu tiên cung kính không người chào, sau đó vội vàng ra ngoài. Mới vừa ra khỏi,
nghênh gió biển thổi đến phần đất trống trước đại sảnh rộng lớn, liền thấy Nhã Tuệ mặc đồng phục váy ngắn màu đen của khách sạn, bên trong là áo sơ mi trắng tắc nơ bươm bướm, đứng trước cây cột màu bạc của khách sạn cũng đang lo lắng chờ đợi. Anh lập tức đi tới bên cạnh Nhã Tuệ, vẻ mặt nghiêm nghị cẩn thận hỏi: người tới chưa? Nhã Tuệ quay đầu: xin lỗi người quản lý, sắp đến, xin anh đợi một chút. Từ Trạch Minh bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ: Nhã Tuệ, lần này tôi tuyển dụng cô ấy hoàn toàn là vì mặt mũi của cô, nhưng cô phải bảo đảm cho tôi cô ấy tuyệt đối không thể phạm sai lầm, cũng không thể làm ra bất kỳ chuyện gì phá hỏng hình tượng khách sạn. Sẽ không, cô ấy vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cô ấy đã từng có mấy năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar, tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc. Còn nữa, cô ấy không phù hợp với khách, về điểm này xin anh yên tâm. Từ Trạch Minh nghe xong, ôm nghi ngờ nhìn về phía trước. Nếu là người đúng giờ, vậy tại sao lại đi trễ? Có thể là có chuyện gì gây chậm trễ, anh làm ơn chờ một chút. Nhã Tuệ xin lỗi xong, cũng nhìn về phía đường lớn gian biển phía xa, khẽ thở dài. Con bé chết tiệt kia, tại sao còn chưa tới? Chương 47. Đường lớn gian biển xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông nhanh chóng hú còi, vội vàng chạy tới phía bên này. Bởi vì tối nay Thủ tướng muốn tham gia dạ tiệc ở khách sạn Á Châu, sau đó đích thân tới xem nhà hát kịch Opera. Tất cả cảnh sát đã dọn dẹp phong tỏa toàn con đường lớn gian biển. Xe cộ khắp thành phố chạy qua con đường này đều phải hạn chế tốc độ 30 km/h, không thể bấm tiếng còi xe, cũng không thể tùy ý ngừng lại. Nhưng giữa lúc đó, một chiếc xe vận chuyển hải sản đông lạnh cũng đang bị bể bánh thắng gấp. Hầm đông lạnh trượt khóa chợt mở ra, đổ ra vô số tôm hùm, cua càng dài, vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản đến, còn có cá biển tươi, 15 đầu bào ngư, hải sâm cùng dây cá thượng đẳng. Lão đầu bếp nhảy ra xe, tức giận ném cái mũ đầu bếp đập xuống đất, chạy đến phía sau xe. Thấy hải sản có giá trị gần 3 triệu, tất cả đều đổ ra lối đi bộ. Ông ôi một tiếng, gấp đến độ chạy đến hầm đông lạnh, hùng hăng đá một cái vào lớp xe, mới đưa lên đôi tay lớn tiếng kêu là: hôm nay ở quầy lễ tân, người nào điều xe? Tài xế xe đông lạnh hoảng sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra nói: dường như là Lưu đội trưởng. Trở về tôi lột da cậu ta. Lão đầu bếp kích động đến cao giọng xong, tức giận kêu mấy đầu bếp trẻ trong xe đông lạnh: còn không mau nhặt cho tôi, sắp không kịp thời gian rồi, cẩn thận mang hải sản cho tốt. Nếu tôm hùm ít đi một sợi râu, con cua đứt một cái càng, ngày mai các người sẽ đến phòng kế toán tính tiền cho tôi. Dạ. Mấy đầu bếp trẻ lập tức bước nhanh đi ra phía sau xe đông lạnh, mang toàn bộ tôm hùm, cua đưa lên xe. Có một đầu bếp trẻ bởi vì quá gấp, lúc đi đôi tay không cẩn thận, cầm lấy cua càng dài Nhật Bản muốn đi về phía xe đông lạnh, đột nhiên phát hiện con cua trong tay mình, cái càng dài nửa thước bị rơi trên mặt đất. Anh ta hít vào một hơi lạnh, nhìn càng cua dài rơi bên chân, hoảng sợ đến không có chủ ý, ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp đang xoay người nhìn về người khác. Anh ta lập tức cầm lên càng cua này, khéo léo đem càng cua và thân cua buộc dính lại. Sau đó, vẻ mặt hốt hoảng đem con cua ném vào trong thùng lạnh phía trước. Anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán, xoay người, thấy lão đầu bếp trợn cặp mắt giận dữ nhìn mình. Tử Lý Tử hoảng sợ đến lui về phía sau một bước, nhìn lão đầu bếp kêu nhỏ: sư phụ, làm gì mang một con cua lâu như vậy? Lão đầu bếp tức giận nhìn Tiểu Lý Tử hỏi: Tôi mới vừa rồi tôi không cẩn thận bị cua kẹp một cái. Lão đầu bếp không hài lòng nhìn anh rồi nói: làm đầu bếp bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đứt ngón tay, còn sợ bị cua kẹp, tháng này đang kiểm tra phải cài hết sức. Tiểu Lý Tử như muốn khóc nhìn lão đầu bếp: mang cho tôi mau. Lão đầu bếp vừa chỉ huy mọi người nhanh chóng mang hải sản, vừa nhìn xe cộ bị tắc nghẽn, tất cả chạy từ từ. Ông tức giận trừng con ngươi thật to, lau đi mồ hôi trên trán. Phụ mọi người cùng nhau nhặt hàng, mang trở lại xe đông lạnh. Đang lúc phía đằng trước mọi người đang lo lắng dọn dẹp hải sản trên đất,
Phía sau có chiếc xe taxi màu xanh lá cây dừng trước xe, bởi vì phía trước đều là hải sản trân quý nên không dám chạy nhanh. Cô gái bên trong xe mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, để tóc ngắn chạm vai, đôi tay ôm một túi tài liệu. Mặt bên trái được một món tóc đen nhánh xinh đẹp nhẹ nhàng che giấu, chỉ lộ ra một đôi mắt to, trong trẻo. Trông cô gấp gáp ghé đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy người đầu bếp ngoài xe, mặc đồng phục, đang hốt quảng nhặt hải sản trên đất. Tại sao cố tình ở chỗ này xảy ra tình trạng này? Tài xế nhấn tay lái, có chút phiền não nói. Đường Khả Hình cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ 30 phút. Cô không suy nghĩ nữa, giương tay móc tiền trả cho tài xế. Trước mặt chính là khách sạn Á Châu không xa, tôi xuống ở chỗ này thôi. Tài xế ngạc nhiên nhận lấy tiền. Còn 2 cây số nữa, cô xuống ở nơi này sao? Theo bản năng cô cúi đầu nhẹ giấu má trái. Cô muốn tránh những hải sản, chạy nhanh ra phía trước. Nhưng lại nghe được phía sau lưng có tiếng kêu thảm thiết. Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Tiểu Lý Tử quỳ trên mặt đất, tay bị một con tôm hùm châu Úc kẹp lên mặt, đau đến khàn giọng kêu to. Ôi, đau chết mất! Đừng khá anh thấy thế, quay đầu nhìn bộ dáng đầu bếp trẻ đáng thương, nhất là cằn tôm kẹp ngón cái của anh ta chảy máu. Cô thở dài bất đắc dĩ, vừa xoay người quỳ gối trước mặt anh ta, vừa nhìn con tôm hùm đang hung hăng kẹp chặt tên nhóc. Cô nhẹ nhàng giương tay, nắm đầu con tôm hùm nói, bắt tôm hùm, không thể bắt mình tôm, phải bắt đầu tôm hùm. Cô nói xong đè mạnh xuống đầu con tôm, quả nhiên càng tôm hùm mềm nhũn ra. Đau quá, đau quá! Tiểu Lý Tử vừa dậy ngón tay, vừa đau đến gào lên liên tục. Khá Hình bắt con tôm trong tay, nhìn bộ dáng anh kia, hỏi. Con tôm hùm này đặt ở chỗ nào? Tôi giúp cậu để vào, tránh cho cậu lại bị cắn. Anh ta đỏ mặt, chỉ vào xe. Để vào xe đông lạnh, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Khánh không có thời gian lập tức đứng lên, trong tay cầm con tôm hùm, cắn cúi tài liệu trong miệng, cẩn thận bước qua rất nhiều hải sản, đi tới trước xe đông lạnh. Nhìn vào bên trong thùng chứa tôm hùm đặt ở giữa kho, thuận tiện giúp người làm đến cùng, bước lên xe đem con tôm hùm đặt vào xong. Này, cô là ai vậy? Lão đầu bếp mới vừa rồi nói xong điện thoại, đi tới thấy Đường Khả Hình. Tôi... Khả Hình vừa đi ra xe đông lạnh, vừa muốn giải thích, nhưng bất chợt dưới chân đạp một cục đá vụn, cô qua một tiếng, thu chân không kịp. Ầm một tiếng thật lớn, cả người Khả Hình lui về phía sau lưng da phải một thùng bên trên hầm chứa đá. Nhất thời, hải sản còn sót lại bên trong xe, tất cả đều ào ào từ trong thùng toàn bộ ngã xuống, kể cả khối nước đá, tất cả cũng đều hướng trên người của Đường Khả Hình trút xuống. Khả Hình hoảng sợ kêu to âm đầu, cảm giác toàn bộ cá cá tôm tôm cua cua nện xuống trên người, còn có nước đá lạnh thấu xương. Nhất thời, cô hoảng hồn, cả người ướt nhẹp, ngẩng đầu lên, con người trừng lớn, nhìn người ngoài xe. Ngoài xe, mấy đầu bếp trẻ và lão đầu bếp cùng tài xế xe tất cả đều khiếp sợ đứng thành một nhóm, nhìn cô gái nhỏ đáng thương phía bên trong. Khả Hình dường như muốn khóc, giương tay xoa xoa nước đá trên mặt, vừa mới muốn bước ra, không ngờ lại nghe ầm một tiếng. Cẩn thận! Tiểu Lý Tử căng thẳng chỉ phía trên đầu Khả Hình kêu lên, kịp nhìn thấy một thùng rong biển chuyên làm thức ăn cho cá ầm ầm ngã xuống. Khả Hình trừng lớn con người, chưa kịp kêu thành tiếng, liền bị cái thùng rong biển đè xuống. Đại sảnh khách sạn. Từ Trạch Minh từ trong hành lang đi ra một lần nữa, nhìn thấy Nhã Tuệ vẫn còn đang nóng nảy chờ đợi, khẽ thở dài một hơi đi tới bên cạnh cô hỏi. Người còn chưa tới sao? Đã qua một tiếng rồi. Nhã Tuệ cảm thấy có lỗi nhìn Từ Trạch Minh, lo lắng nói. Có thể có chuyện gì làm chậm trễ rồi, anh chờ một chút, không phải 3 giờ anh mới bay sao? Bây giờ còn sớm mà. Từ Trạch Minh cố ý trừng mắt liếc nhìn Nhã Tuệ, cười nói. Quản lý Lưu thân mến, tôi còn có 20 phút, phải đi đến sân khấu ca kịch điều khiển buổi tập dượt cho bữa tiệc tối nay. Tôi sẽ bận rộn đến 2 giờ, sau đó ngồi xe chuyên dụng của khách sạn đến phi trường. Tôi không có bao nhiêu thời gian cho cô và bạn bè của cô rồi. Ôi chào, quản lý Từ. Nhã Tuệ còn muốn cầu cạnh, nhưng nhìn thấy trước mặt có chiếc xe taxi dừng trước đại sảnh, cô vui mừng nói. Đến rồi.
Từ Trạch Minh nghe vậy, xoay người, nhìn về phía người mới tới. Tài xế taxi cẩn thận mở cửa ra, bên trong xe đi ra một người thực vật. Trên đầu của cô, trên người, có thể toàn bộ dính đầy rong biển màu xanh. Trên mặt cũng dính lá rong biển lau không quá sạch sẽ, còn có mấy cọng dắt trên lỗ tai. Nhà Hạ Tuệ nhất thời kinh hãi, trừng lớn con người. Lông mày của Từ Trạch Minh cũng nhíu thành một đường, xoay đầu lại, nhìn Nhã Tuệ. Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao để cho mình trở thành như vậy? Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước mặt Khả Hinh. 1, 2, 3 kéo cô đến sau cây cột tròn thật to của khách sạn, gỡ xuống rong biển trên người cô, vừa gỡ vừa tức giận hỏi. Tôi... Khả Hinh cũng thật sự gấp gáp xin lỗi, vừa giương tay nắm rong biển trên người mình kéo ra, vừa nói. Vừa rồi lúc tôi đi tới đây, gặp phải chiếc xe đông lạnh xảy ra tai nạn giao thông ở phía trước. Rất nhiều hải sản đổ hết xuống mặt đường. Tôi giúp mang tôm hùm bỏ vào trong xe đông lạnh một chút. Không ngờ bị trợt chân và phải thùng hải sản. Thiếu chút nữa bị rong biển chôn rồi. Được hai anh càng nói càng cảm thấy mất mặt. Cuối cùng chỉ cúi đầu thở nhẹ. Nói từ từ nhỏ, không dám lên tiếng nữa. Nhã Tuệ đau lòng nhìn cô một cái, mới xoay người nhìn về phía Từ Trạch Minh cười lấy lòng nói. Quản lý! Ngừng! Gương mặt Từ Trạch Minh căng thẳng, tức giận nhìn Khả Hinh một cái, sau đó cúi đầu nghiêm túc nói với Nhã Tuệ. Đây chính là người bạn thân mà cô nói, thông minh, lanh lợi, vừa đáng yêu lại hết sức say mê công việc. Cô ấy mang bộ dáng này tới gặp tôi, muốn để lại ấn tượng sâu sắc với tôi, đúng không? Không phải, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Nhã Tuệ vội vàng giương tay nắm rong biển đáng chết trên người Khả Hinh ra. Khách sạn là một nơi không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ. Ánh mắt Từ Trạch Minh lóe lên nhìn trên người của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút sốt ruột nhìn Từ Trạch Minh, ngượng ngùng cười nhẹ, thuận tay lấy xuống rong biển trên tóc mình. Ai ngờ lấy xuống một cái càng cua chết. Cô giật mình cầm càng cua này, liếc mắt nhìn rồi vội vàng dứt nó. Đôi tay bẽn lẽn đặt trên đùi xoa xoa. Khiêu chiến đến cực hạn cuối cùng của Từ Trạch Minh, anh ta nặng nề thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên, không muốn nhìn tới cô nữa. Bản thân có cảm giác người này sẽ gây quả cho mình. Nhã Tuệ mang bộ mặt lo lắng, tiến đến trước mặt Từ Trạch Minh nói. Chúng tôi thích nhất quản lý Từ hiền lành đẹp trai, hào phóng, tao nhã, phong độ nhanh nhẹn. Đây chỉ là tình trạng bất ngờ, sau này anh sẽ biết cô gái này rất ưu tú, rất chăm chỉ. Từ Trạch Minh liếc mắt nhìn Nhã Tuệ. Quản lý Từ. Nhã Tuệ lập tức cầu xin, giương tay nhẹ nắm cánh tay của anh ta, lắc lắc. Đi. Từ Trạch Minh tức giận phủi tay xuống. Chỉ vào bộ dáng của Đường Khả Hinh nói. Cho dù tôi đồng ý, bộ dạng này của cô ấy có thể qua được cửa trận mạng hồng sao? Nghe vậy thấy có hy vọng, Nhã Tuệ cười. Chỉ cần anh đồng ý, chuyện của mạng hồng tôi giải quyết. Từ Trạch Minh không lên tiếng, nhìn Đường Khả Hinh thật lâu, lại nhìn Lưu Nhã Tuệ bình thường luôn làm việc nghiêm túc cẩn thận, mới thở dài nói. Nhanh dẫn cô ấy đến nhà hàng Tây trình diện, không có việc gì thì đừng có dặn co loạn. Nhã Tuệ, đây là tôi cho cô mặt mũi lần sau cùng, sau này cho dù là ông trời tôi cũng mặc kệ. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, vui mừng nhìn người đàn ông hiên ngang, phong độ gần 30 tuổi. Từ Trạch Minh không muốn nhìn hai người bọn họ nữa, chỉ vào đống rong biển trên người Đường Khả Hinh, nhanh chóng nói. Cô nhanh thu dọn sạch sẽ rong biển trên người, lẹ lẹ đi trình diện một chút, đừng làm trở ngại công việc của quản lý Lưu. Đường Khả Hinh cảm kích gật đầu. Vâng, cảm ơn quản lý Từ. Cô còn biết mình họ Từ. Từ Trạch Minh liếc nhìn Nhã Tuệ một cái, Nhã Tuệ cười như đang nịnh nọt. Anh ta lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Mau đi đi, tôi không có thời gian cùng cô đi một chuyến đến nhà hàng Tây. Cẩn thận mạng hồng, hôm nay nghe nói cô ấy đến ngày kinh nguyệt rồi. Nhã Tuệ và Khả Hinh không nhịn được bật cười. Nhanh lên, sắp đến 11 giờ trưa rồi. Hai quản lý nhà hàng Tây hôm nay cũng làm cả buổi trưa. 11 giờ bọn họ phải ăn cơm, mau.
Nhà tuệ lập tức dắt tay Khả Hình đi về phía trước. Khả Hình lo lắng bước đi theo Nhã Tuệ. Hai người đi vòng qua đại sảnh khách sạn, dọc theo lối đi dành cho nhân viên về phía nhà hàng Tây. Lúc đi qua giường qua trước khách sạn, nhìn thấy trong giường qua có hai người khách nước ngoài đang ngồi, ăn mặc trang phục tình nhân, ôm nhau chung một chỗ, ở trong buổi sáng lãng mạn. Cô cúi đầu đi theo Nhã Tuệ, rốt cuộc tới trước một thang máy màu trắng trong suốt. Nhã Tuệ đè xuống mở khóa cửa, xoay người về phía bạn thân nói: khách sạn chúng ta tổng cộng có 12 nhà hàng Tây với phong cách khác nhau. Cô muốn tiến vào nhà hàng Tây, đây là nhà hàng Tây thuộc về khu giải trí, cho nên cấp trên của cô là Tiền Chí Bân, quản lý khu giải trí. Kế tiếp, nhà hàng có hai người quản lý, một nam là giám đốc Tạ Anh Kiệt. Anh ấy là người thoải mái, vui vẻ, đẹp trai. 3 năm trước đây du học ở Âu Châu mới về. Cách quản lý và kinh doanh đều theo phong cách phương Tây. Một nữ quản lý tên là Trần Mạn Hồng. Tính cách cô ấy có chút kỳ lạ bắt bẻ, nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Tôi đều đã chào hỏi, chỉ cần bình thường không để xảy ra sai lầm gì, đánh nát 1-2 cái ly, thật ra chúng tôi có thể giải quyết riêng. Nhưng chuyện này ngàn vạn lần không được nói với người khác. Khanh gật đầu cùng Nhã Tuệ vào thang máy, thậm chí trái tim cô không ngừng đập thình thịch. Thang máy lên tới tầng thứ 28, dừng tại một tấm thảm màu tím đậm. Nhã Tuệ dẫn đường Khả Hình đi qua hành lang thật dài, vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo ướt đẫm cho cô, vuốt lại tóc một chút, vòng qua cửa chính nhà hàng Tây, về phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc. Không ngờ bọn họ mới vừa đi vào cũng đã nghe thấy tiếng khóc oà của một nữ nhân viên. Cả hai ngạc nhiên đứng ở cửa, thấy trước quầy bar phòng nghỉ ngơi có một cô gái cao gầy, mặc đồng phục màu đen của khách sạn, trang điểm tinh tế, thanh nhã, chải búi tóc thật cao, gọn gàng. Trong tay cầm một đầu cây roi thép thật dài, chỉ vào năm nữ nhân viên phục vụ đang đứng dán vào tường, lạnh lùng quát lên: đưa tay ra! Chương 50. Năm nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục nhà hàng Tây, áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, mang giày cao gót 3 cm, nghe theo lệnh của quản lý, liền đưa ra ngón tay ngọc thon dài sạch sẽ của mình. Đôi mắt đẹp của Trần Mạn Hồng chợt lóe, trong tay buông bỏ cây roi sắt thật dài, đi tới trước mặt nữ nhân viên phục vụ, rũ mắt nhìn thấy 10 ngón tay ngọc thon dài của một nữ nhân viên phục vụ cũng trắng trẻo như vậy, nhưng móng tay sơn màu trắng. Trần Mạn Hồng hừ khẽ một tiếng, chợt nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt nói: đưa tay lên, ngửi móng tay của mình. À, Tiểu Nhu có chút đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng, khẽ cắn môi dưới, yếu ớt lại hỏi: tại sao? Trần Mạn Hồng lập tức lạnh lùng nói: tôi bảo cô ngửi móng tay của mình một chút, nói nhảm nhiều như vậy. À, vẻ mặt Tiểu Nhu đau khổ, giơ ngón tay của mình đặt ở cánh mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, ngây ngốc nhìn quản lý. Tôi ngửi rồi. Trần Mạn Hồng ngửa mặt lên, nhìn Tiểu Nhu nói: ngửi thấy mùi gì không? Tiểu Nhu chớp mắt một cái nói: không có à. Ánh mắt của Trần Mạn Hồng tối sầm lại, nhìn cô chợt nhíu mày nói: cô ngửi không ra à? Tôi cho cô biết nhé. Tiểu Nhu trợn to hai mắt, sau gáy thoáng lạnh lẽo nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng tiến lên một bước, đi tới gần Tiểu Nhu, trợn to đôi mắt quyến rũ của mình. Tôi ngửi được mùa acetone, formaldehyde, còn có benzen 2, acid formic, mùi nước tẩy móng tay. Sắc mặt Tiểu Nhu tức khắc trắng bệch nhìn Trần Mạn Hồng, da mặt đau khổ kêu nhỏ: quản lý. Trần Mạn Hồng cầm roi thép chỉ vào tâm mi của Tiểu Nhu lạnh lùng nói: muốn sơn móng tay, tại sao còn tới khách sạn đi làm? Có bản lãnh sơn móng tay, vậy tại sao còn phải tẩy? Đem 10 ngón tay của cô nhuộm thành một bức tranh sơn thủy tới gặp tôi. Tiểu Nhu dội dàng cúi đầu, đau lòng nói: tôi tối hôm qua cùng chị đi dạo phố, lúc nhìn chị ở tiệm móng tay sơn móng tay xinh đẹp, tôi không nhịn được tò mò cũng sơn một chút. Nhưng lúc sáng sớm tôi cũng đã tẩy sạch đúng không? Trần Mạn Hồng lại tức giận nói: bình thường trước khi đi làm không cho phép các người ăn cái gì? Tiểu Nhu dội vàng trả lời:
Không cho phép ăn tỏi, rau, hẹ, hành lá, sầu riêng, món có chất kích thích. Những món cô mới vừa nói thua xa nước sơn móng tay của cô càng làm cho khách nhạy cảm. Đây là chỗ nào? Đây là khách sạn Á Châu. Khách đi vào nơi này đều là thân phận tôn quý. Cho phép cô loạn như vậy sao? Tiểu Nhu mím môi kêu nhỏ. Tôi sai rồi. Sai rồi? Tôi xem cô còn không biết chết sống. Trần Mạn Hồng nói xong liền dùng roi lên nhắm trên đôi tay nhỏ bé của Tiểu Nhu ra sức quất trước. Á! Mẹ ơi! Tiểu Nhu không nhìn được đau kêu thành tiếng. Còn chưa cái sữa à? Gọi mẹ! Trần Mạn Hồng lạnh lùng đánh người xong là nhìn nhân viên phục vụ thứ hai mới vừa muốn dạy dỗ. Mạn Hồng! Nhã Tuệ như đang lấy lòng gọi. Trần Mạn Hồng miễn cưỡng muốn dứt cây roi, xoay người đầu tiên quét vào trên người của Nhã Tuệ, lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, tóc ướt đẫm, trên tóc còn dính mấy sợi rong biển, trong đầu tóc còn quấn một càng cua. Lúc ngẩng đầu lên nhìn người, mắt to chớp chớp, càng cua rớt xuống. Thân thể Trần Mạn Hồng chấn động một cái, đột nhiên khoa trương trợn to cặp mắt, buông lỏng cây roi trong tay, dưới chân loạn cho một cái, ngã ở trên người năm nữ nhân viên phục vụ. Cô điên cuồng kêu to. Người kia là ai? Trên người cô ta lại có mùi cá, càng cua. Mạn Hồng! Nhã Tuệ và năm nhân viên phục vụ vội vàng cẩn thận dìu cô. Đừng đụng tôi! Trần Mạn Hồng lập tức hất tay của Nhã Tuệ, hung hăng lườm cô một cái, mới chỉ vào Đường Khả Hinh, tức giận đến run rẩy nói. Đây chính là người bạn thân mà cô nói thông minh, lanh lợi, đáng yêu, lại hết sức chăm chỉ không dĩa. Đường Khả Hinh trừng lớn con người, nhìn bạn thân nghĩ tới rốt cuộc cô nói như lời này với bao nhiêu người. Cô cũng không biết, sau này một đống quản lý, giám đốc, rất nhiều người chấp nhận tuyển dụng cô đều bị kêu lên phòng tổng giám đốc uống cà phê. Nhã Tuệ nhanh nhẹn mỉm cười với Trần Mạn Hồng nói. Ôi chao, đây là sự thật à, hôm nay chẳng qua cô ấy xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn mới như vậy, nhưng bình thường cô ấy thật sự là một nhân viên vô cùng chăm chỉ, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar. Trong lòng Trần Mạn Hồng dâng lên tức giận, nhạo báng Nhã Tuệ. Ha, đừng tìm tôi nói có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar. Cô làm quản lý nhà hàng ngày đầu tiên hả? Cô ấy là một năm ở nơi nào cũng không bằng một ngày kiến thức ở chỗ này. Mặc dù các cô ở đây sơn mời móng tay rất là buồn nôn. Năm nhân viên phục vụ cùng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mạn Hồng vẻ mặt khổ sở gọi. Quản lý, quản lý. Đừng gọi tôi, cút ra ngoài. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói. Năm nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất bước muốn đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi tới bên cửa, Mạn Hồng lập tức nghiêng mặt trừng mắt nói. Hôm nay tôi gặp ai, mời ai, người nào đi ra ngoài nói nửa câu, nhất là tiết lộ với bộ phận khác, ví dụ như là con gà mẹ chết tiệt Tào Ngọc Tinh, tôi sẽ chặt đứt 10 móng tay các người. Năm nhân viên phục vụ nghe xong cúi đầu, vừa căng thẳng đi ra ngoài vừa nói. Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đường Khả Hinh cúi đầu, ánh mắt hơi lóe lên nhìn cô gái đi qua bên cạnh một cái, liền xin lỗi ôm chặt tài liệu. Lúc này, Trần Mạn Hồng hơi thu sắc mặt, đứng thẳng người, vẻ mặt chán ghét nhìn cách ăn mặc toàn thân của Đường Khả Hinh. Chỉ cần nghĩ đến càng cua từ trên tóc của cô rớt xuống lúc nãy, Trần Mạn Hồng liền buồn nôn, chặn ngực, thở hổn hển, miệng kiên quyết nói. Đúng là khiêu chiến giới hạn cuối cùng trong cuộc đời tôi, đem bộ dáng này tới gặp tôi, còn muốn tôi tuyển dụng cô ấy. Một tháng tiền lương của cô ấy bao nhiêu, tôi trực tiếp cho cô ấy, để cho cô ấy biến mất là được. Đường Khả Hinh nghe vậy, ngay lập tức ngẩng đầu lên, có chút luống cuống nhìn Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ giương tay, nhét vào trong khuỷu tay Trần Mạn Hồng, mềm mỏng cười nói. Mạn Hồng, hai chúng ta tốt nghiệp một trường, ở chung ký túc xá, luôn ăn chung, uống chung. Cho nên đây chính là nguyên nhân tình bạn của hai chúng ta đã trải qua thời gian ngọt ngào thời đại học, cũng không có cách nào thúc đẩy sự nghiệp. Trần Mạn Hồng vô cùng khó khăn, giương tay, nhẹ nhàng đảo qua thân thể xinh đẹp hấp dẫn của mình. Đưa mắt nhìn Nhã Tuệ rất quê mùa, mỗi ngày chỉ biết mặc đồng phục,
vừa tăng tầm liền đổi t-shirt và quần jean, nói: Nguyên nhân gì, khẩu vị, mặc kệ là người, trang phục, năng lực làm việc hay ánh mắt nhìn người. Cô nói hết lời liền nhìn thẳng vào Đường Khả Hinh, ánh mắt rơi vào đống rong biển trên đầu, trên mặt Đường Khả Hinh. Giống như gào khóc, cô a một tiếng, tay nâng trán, thật khổ sở kêu lên: Ai da, đáng thương ánh mắt xinh đẹp của tôi đây, uất ức cho bọn chúng hôm nay phải nhìn thấy người như vậy, càng cua làm cho người ta buồn nôn. Đường Khả Hinh căng thẳng cúi đầu xuống, lại nắm tóc nhìn xem có còn rong biển hay không. Trần Mạn Hồng xoay người một cái, kiên quyết nói: Cô nói xem, loại người như cô có thể có tương lai gì? Cô có tư cách gì làm bạn bè của tôi? Không được, tôi không thể tuyển dụng cô gái này. Tôi nhìn thấy cô ấy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái nhìn thẩm mỹ của tôi. Để cho cô ấy đi thôi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Trần Mạn Hồng. Mạn Hồng, cô tha thứ cho cô ấy đi. Bởi vì hôm nay cô ấy xảy ra một chút tai nạn giao thông, vì sợ muộn cho nên không kịp đi rửa mặt chải đầu mà. Nhã Tuệ cười cười nói. Trần Mạn Hồng quay phắt đầu lại nhìn Nhã Tuệ, tức giận nói: Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tới trễ. Nếu đã trễ rồi, vậy tại sao không sửa sang lại rồi đến? Làm việc cũng không biết phân tích nên làm hay bỏ. Cô nói cô ấy là một người linh hoạt sao? Dĩ nhiên cô ấy không có linh hoạt như cô. Trong tất cả quản lý nhà hàng Tây chúng ta, cô là khuôn mặt xinh đẹp nhất và thông minh nhất. Hơn nữa, xử lý nguy cơ quan hệ xã hội là cực kỳ ưu tú và xuất sắc nhất. Trong lúc cô làm nhiệm vụ, tỷ lệ sự cố là số 0. Thật đúng để mỗi cấp dưới học hỏi à. Nhã Tuệ nhìn bạn học cũ, nói ra những lời chân thành. Trần Mạn Hồng không lên tiếng, liếc về phía cô. Nhã Tuệ lập tức mềm mỏng lắc lắc thân thể của bản thân nói: Mạn Hồng, giúp tôi một chút. Hả? Chỉ là làm việc ở phía sau quầy rượu thôi. Làm ơn, nhờ một chút đi mà. Cho nên nói, không nên làm bạn bè loại người như cô. Người có khí chất giống như tôi tuyệt đối sẽ không khen tôi, còn tự hào tốt như vậy. Trần Mạn Hồng không lên tiếng, giương tay nhẹ vuốt búi tóc của mình, khẽ thở dài, lại liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh. Lúc này mới phát hiện cá tính cô gái này có chút kiên trì. Cúi đầu thì cố ý nghiêng về má phải, tóc ướt đẫm dính má bên trái. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bên trong có một vết sẹo nhàn nhạt. Bây giờ cô không có biện pháp, cứ là ôm vai thở dài. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt của Trần Mạn Hồng. Cô nhìn về phía Nhã Tuệ ra hiệu cho mình, đột nhiên bình tĩnh lại, vội vàng tiến lên phía trước. Hơi cúi người cung kính nói với Trần Mạn Hồng: Giám đốc Trần, xin cô cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc. Làm ơn, xin cô cho tôi một cơ hội. Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mặc dù cô không phải gặp khách, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, nhân viên làm việc tại khách sạn phải xem khách hàng là thượng đế. Đường Khả Hinh im lặng lắng nghe. Trần Mạn Hồng tiếp tục nhìn Đường Khả Hinh nói: Nhưng chúng tôi muốn các người đối với khách cẩn thận và tôn trọng, không muốn các người đối với khách cúi đầu. Là khách sạn hàng đầu trên toàn thế giới, chúng ta tự tin có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Chúng ta cũng tự tin chúng ta là một nhóm người phục vụ ưu tú nhất khách sạn. Cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của mình phán đoán nguy cơ công việc. Không nên gặp phải chuyện gì thì tay chân luống cuống, yêu cầu gặp không sợ hãi, biết chưa? Đường Khả Hinh chớp mắt to, khéo léo gật đầu nói: Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã chỉ dạy. Tập 7, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.